Hello, xin kính chào quý khách. Hôm nay thầy luôn rất vui được quay trở lại với toàn thể quý khách hàng trong cái video clip hôm nay. Cũng đã rất lâu rồi thì thầy luôn cũng nhận được rất cái nhiều sự rất nhiều các cái câu hỏi của quý khách hàng liên quan đến các vấn đề sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân giữa hàng khủng và hàng thông thường ở trên thị trường. Thì ngày hôm nay tiện hôm nay là chúng tôi cũng có quay ở đây là có hai bộ. Đây, hai bộ bàn ghế móc mỏ bằng gỗ hương đỏ của Lào. Đấy, và hương đá hàng siêu khủng của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đấy thì tiện trong hôm nay đây. Nhìn đây. Tiện trong hôm nay thì Thành Luân sẽ so sánh để quý khách hàng thấy được cái hàng khủng của đồ gỗ Thành Luân. Đây, và các cái hàng thông thường nó như thế nào, khác biệt nhau ở chỗ nào. Thì cũng xin thưa mấy quý khách, đây cái video clip này quý khách nhìn đây cũng đã thấy ngay được rồi. Đấy, đây là một chiếc ghế, là bình thường là cái hàng khủng của Thành Luân hay giới thiệu là hàng khủng. Đấy, hàng khủng, và đây là hàng gọi là hàng bình dân, hàng thông thường bình dân. Đây, mọi người nhìn có thể thấy được cái sự khác biệt nó thể hiện ngay ở trên màn hình quý khách đang xem. Ở đây, đây là một, chúng tôi so sánh tạm là chiếc ghế nhá, chiếc ghế đơn của bộ móc mỏ. Thì cái ghế đơn này, đây là bộ này là bộ của hương đá, cũng của một khách hàng Trương Mỹ đã đặt hàng. Và cái bộ này hương Lào chúng tôi là hàng khủng, chưa có khách đặt hàng. Ê, Như ơi, cái sản phẩm này của Thành Luân chúng tôi là cái bộ thông thường này. Thì thông số bình thường những cái bộ khủng chúng tôi giới thiệu là to, cao, dài, rộng và hoành tráng hơn. Thì đây, nó thể hiện ngay đây. Đấy, hôm nay sẽ chứng minh cho khách hàng thấy được. Bộ này là bộ thông thường thì kích thước nó chỉ như thế này thôi. Ví dụ như quý khách mua các hàng ở trên thị trường thì kích thước nó chỉ nhỏ nhắn như thế này thôi. Đấy, còn cái hàng khủng của chúng tôi là nó sẽ to cao dài rộng hơn, to cao dài rộng hơn hàng thông thường. Và không những là to cao dài rộng hơn, anh ấy, và không những là to cao dài rộng hơn mà nó còn về chất lượng, về kỹ thuật đẳng cấp hơn, nó sẽ đẳng cấp hơn rất nhiều. Vâng, quý khách hãy cùng theo dõi video clip này anh. Vâng, thôi đứng dậy. Và mọi người cùng theo dõi hết video clip này. Đây, quý khách đang thấy đây. Chúng tôi sẽ đi xoay quanh một vòng để quý khách hàng thấy được cái sự khác biệt. Sự khác biệt nó như thế nào. Đấy, cái hàng thông thường ý thì nó chỉ kích thước như này thôi. Đây là chúng tôi ví dụ là bộ móc mỏ nhá. Đấy, ngoài cái bộ móc mỏ ra thì chúng tôi cũng đã có clip giới thiệu về các cái sản phẩm khác. Đấy, ví dụ như Minh Quốc Nghê, Minh Quốc Đào. Đấy, hàng khủng của chúng tôi nó khác biệt so với hàng thông thường như nào, quý khách có thể thấy được. Đấy, không chỉ những là về cái kỹ thuật này thôi nhé. Vâng, và cái bộ này là của chúng tôi là cũng là hàng gọi là kích thước nhỏ thôi, nhưng nó cũng là hàng đỉnh cao, hàng thửa. Hàng thửa chúng tôi là làm theo đơn đặt hàng của một khách hàng. Đấy, khách hàng nhà nhỏ nên chỉ cái kích thước bình thường này thôi. Đấy, đều là hàng do những người thợ tay nghề cao thực hiện. Đấy, còn cái hàng chợ thông thường ý thì nó khác. Cái ván này, đây là hàng của chúng tôi, là ván này, ván là dày 1,5 phân, khuôn mặt là dày 3 phân, yếm này là dày 3 phân. Đó là hàng VIP rồi, đây là bộ VIP nhưng mà kích thước là kích thước thông thường. Còn hàng khủng của chúng tôi là ván nó sẽ dày hơn, khuôn tranh rộng hơn, dày hơn. Đấy, và chiều cao, to cao dài rộng, đây quý khách có thể thấy được. Chúng tôi cũng không cần phải giới thiệu nhiều về cái vấn đề to cao dài rộng, chắc chắn là quý khách có thể nhìn thấy ra rồi. Từ cái chân nó sẽ to hơn, gỗ nó sẽ tốn hơn và kỹ thuật làm nó sẽ đẳng cấp hơn. Đẳng cấp hơn hàng thông thường rất chi là nhiều. Đấy, vì vậy các bác mua hàng lên, nếu mà thực sự ra là các cụ nói câu là tiền nào của đấy, đấy, giá tiền đi liền với chất lượng, thì cơ sở Thành Luân chúng tôi luôn luôn là có cái xu hướng như vậy. Đó, sẽ to cao dài rộng hơn. Và đây cả bộ này, cả bộ nhỏ đây. Nếu bình thường như khách hàng, nếu chúng tôi không so sánh, khách hàng nhìn một bộ móc mỏ hay một bộ Minh Quốc Nghê, bộ Nghê Bảo Đỉnh, chỉ có quay một cái bộ này thôi thì chắc chắn một điều quý khách không thể nào nhìn được ra cái sự khác biệt, nó là to cao dài rộng. Đấy, nhưng cơ sở Thành Luân chúng tôi luôn luôn là làm các sản phẩm nó sẽ to cao dài rộng hơn hàng thông thường rất chi là nhiều. Đấy, vì vậy quý khách hàng mua hàng hãy lưu ý đấy về thông số kích thước của từng bộ. Và đây hai bộ ngày hôm nay chúng tôi đây là hai bộ móc mỏ được làm chất liệu của hương Lào. Và bộ này là chúng tôi cũng là bộ hàng khủng, hàng to, chúng tôi đã bán cho khách hàng ở thành phố Hà Nội. Đấy. Và còn bộ này là bộ 10 món hàng khủng này. Đấy, 10 món hàng khủng thì chúng tôi đã có kê ra kia để quý khách thấy, để chúng tôi đã so sánh cho khách hàng. Đấy, bộ này 10 món hàng khủng gỗ hương đỏ Lào rất quý hiếm, cực kỳ quý hiếm.
Vâng, tiếp theo quay trở lại với cái hai cái ghế để so sánh này, thì quý khách hàng có thể một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại và cũng là xin gửi đến quý khách hàng cái câu trả lời mà rất nhiều khách hàng đã hỏi đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, là cái sản phẩm của Thành Luân chúng tôi là tại sao giá thành đắt hơn và lúc nào cũng bảo là hàng to cao dài rộng, đấy, hoành tráng. Thì hôm nay chúng tôi đã có cái sản phẩm để so sánh để khách hàng cũng là một phần để trải nghiệm và thấy được cái sản phẩm của chúng tôi nó như thế nào. Một lần nữa thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn, trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua, và đã rất nhiều khách hàng đã để lại nhiều đóng góp ý kiến để chúng tôi rút ra rất nhiều kinh nghiệm và chúng tôi cho ra được rất nhiều các bài học và cho ra rất nhiều được cái sản phẩm đỉnh cao như này. Đấy, để có được một ngày như hôm nay, Thành Luân chúng tôi cũng phải trân trọng nhờ đến toàn thể quý khách hàng đã ủng hộ và đồng hành cùng Thành Luân chúng tôi. Đấy. Và bây giờ trong cái clip này, chắc chắn khi quý khách xem hết cái video clip này, chắc chắn cũng có thể hiểu ra một điều rồi. Đó là hàng khủng và hàng thông thường. Đấy, hàng siêu VIP của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi nó khác biệt so với hàng thông thường trên thị trường như thế nào. Không riêng gì móc mỏ nhá, đây hôm nay chúng tôi chỉ ví dụ thôi. Đấy, ví dụ như cây đồng hồ nó cũng khác này. Đấy, bộ bàn ghế ăn này. Đấy, hàng khủng hàng thường này, kệ tivi có hàng khủng hàng thường này. Đấy, bàn ghế Minh Quốc Nghe, bàn ghế Minh Quốc Truyện có hàng khủng hàng thường. Đấy, chúng tôi có tất cả các hàng thường hàng khủng để các khách hàng có thể về trực tiếp cơ sở Thành Luân chúng tôi để so sánh. Đồ thờ cũng vậy. Đấy, rất nhiều các khách hàng đã về trực tiếp cơ sở Thành Luân để thấy được rồi. Đấy, chúng tôi có rất nhiều các video clip sẽ so sánh để các khách hàng cùng biết được. Vâng. Xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.